Đó. Bự không? Có bự không? Coi cái này. Nhỏ mấy con. Ồ, nhiêu đó sống được rồi chứ. Nhiêu đó sống thoải mái rồi chứ. Nhiêu đó là họ ok luôn rồi. Chào nhà nha. Hôm nay mình dẫn cho cả nhà đi xem cảnh người dân ở sông Đồng Nai này giăng cá lưới bắt nha cả nhà. Đây là sông Đồng Nai nha cả nhà. Đây là đường vô gạch nhỏ của sông Đồng Nai. Ở đây ở Cù Lao Phố nha cả nhà. Cả nhà thấy ảnh không? Dính cá rô phi cà vá luôn. Đó còn nữa cả nhà. Nhà thấy không? Còn nữa. Ở đây cá rô phi dữ dằn lắm. Tại vì màn hình mình khai của Phi á. Cá của Phi ở đây ăn ngon hơn cá ở miền Tây quê mình. Cá của Phi ăn ngọt thật hơn. Ở đây tại vì dùng ở đây Đồng Nai là không có nước mặn. Ở Bến Tre, các vùng miền Tây thì hầu như là từ Đồng Tháp ra thôi. Nó sẽ có biển. Nên cá của Phi nó bị lợ rồi ăn không ngon bằng cá của Phi của sông Đồng Nai. Tại vì mình một thời gian ở tên huyện Vĩnh Cửu á, cả nhà, đập tràng Chị An á, thì cá rô phi ở ăn rất là ngon luôn. Chiên giòn ăn rất ngon. Rô phi thường thường cặp vùng biển ăn nó thịt nó hơi lợ hơn, nó không ngon mà nó lạc đó. Mấy con à anh? Mới văng à. Hai con à hen. Ừ. Anh mới văng cả nhà, nước cạn càng nhiều nữa. Này thường thường dính nước cạn hen. Nay mình sẽ dẫn cho cả nhà đi xem cảnh giăng lưới cá ở sông Đồng Nai này nha. Mình đi hồi nãy giờ mình đi vô tôn kia mình quay cảnh ông kia nhân ngôi nhà ma cho cả nhà cùng xem á. Mình về đây gặp ảnh thì mình quay tiếp cho cả nhà coi luôn. Có phi không? Hết hồn rồi cả nhà. Mới rớt luôn. Cá rô phi sông Đồng Nai ăn ngon hơn nhiều. Hết, cá đã hết sức rồi. Nửa ký ha. Cá nửa ký. Mới dằn con tài hả? Mới dằn con tài. Dằn tiếp. Văn không xong, văn tiếp gì. Dính ở cả nhà thấy không? Kép.
vô có chép nữa cả nhà. Mới dăng chút vậy mà con chép con phi kiếm đồ ăn quá dễ. Đây cá phi đè lại. Vì mình dăng về ăn hả bán anh? Ăn không à. Ăn không hả? Không bán hả? Không. Vậy tí nha. Đi dễ tí. Ồ, cá chép. Đó, cả nhà thấy cá chép. Hai con khỏe quá à. Ba con. Ba con hả? Đây đây đây, đây đây cho con kính kính nó nhét lại để nó nhảy á, nãy nhảy ra, tôi lấy cái rồi dặn là liền á. Chút xíu ba con à. Giờ chiều nữa. Cạn nước nữa, dính nữa. Nước dừa vẫn lớn ở Phi thì dư đi dữ lắm. Nước dừa vẫn lớn. Không dính. Không dính ha. Nước vừa cạn giờ mới dính nè. À. Tầm mấy à, tao lưới đâu mua tầm mấy à? Lớn này tụi nó mua, nó đưa. À. Nó mua ngon lắm mà sao đủ không mày? Văn ba cái không. Hôm qua văn mà không có giặt nè. À. Cái không. Hai. À tổng 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 hồ tổng có hai cần hũ nè, con cá sáng giờ tổng á. Nào. À tổng hồ tổng á. Hai ông nào? Thăm tiếp lần hai cả nhà. Dính dính cá đậu ở đây nè. Rồi dính nè. Chưa bắt, đang cầm trên tay tới lưới giăng tiếp. Xong cá ghê chứ. Giăng chút ba con à. Đang bắt cá. Giờ văng lưới đó cả nhà, tiếp lên, dài lên tám luôn. Dài lên luôn. Cái coi hai cần hũ câu luôn nha. Ông kia gì vậy hả? Ông kia ra ngoài sông rồi. Ra ngoài ngoài ha. Dạ, ông ngoài cũng khuy quá trời luôn á. Ông kia giăng lưới. Không lớn cá gì. Coi 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 cá coi. Ra ra. Ồ, nhiều quá chú ạ. Ồ, nhiều quá. Nhiều quá. Đó hả? Mày dinh thôi. Ơi. Cái này về nấu con chua nhậu hay luôn. Công sáng giờ về là hôm rồi chứ. Ở ở ngoài nào ngoài không kìa, văng lưới dính cá bự bự không á. Cá dính phi bự lắm. Ừ. 2 kg 3 kg. Câu ngoài nó nước chảy quá mình câu nó không có nhảy á. À. Khó câu. Rồi nó câu cám ha. Chết cũng bự. Ừ. Được nhiều cá rồi cả nhà. Sớm giờ 7-8 con rồi cả nhà, bự bự không. Cá cả nhà, 7-8 con rồi phi, bự bự không. Bành bành luôn.
giờ gỡ tiếp đó cả nhà, nó cái nhà thấy không, dính cá đó, đó dính đó. Giờ đang gỡ tiếp mấy con à anh, con nữa. Nay mình cập nhật ảnh giăng lưới cá xong Đồng Nai cho cả nhà xem nha. Hai con cá lục kiến. Cá đó là dân Tây An kêu là cá vua, cá hoàng đế, cá tiết vua, dân Vĩnh Cửu, dân Vĩnh Cửu kêu cá tiếng vua. Đó xong bây giờ là cạn ở cả nhà, nên nó bắt đầu là cá của phi nó chạy nè, nó chạy cho cả nhà. Đó cạn rồi đó, lòi bãi ra hết rồi nè. Ảnh văng gần cái tầm mét lưới. Năm con, sáu con rồi, năm con phi, con chép đây con rồi, đây con gần con vô sáu con, mấy con mà sảy hết con rồi. Sảy ha, ở dính cá lục kiến. Dân Vĩnh Cửu kêu đó cá vua á. Dân ở Vĩnh Cửu kêu cá đó là cá vua không á, thấy sợ dữ lắm. Bự không, có bự không, coi cái nhỏ mấy con. Ồ, con nhiêu đó sống được rồi chứ, nhiêu đó sống thoải mái rồi chứ, nhiêu đó là họ ok luôn á. Ông lưới lên giờ tới ông xẹt xuống. Có tôm á. Cá dụng dụng đó coi vậy, cái cá đó ăn ngon á. Đó, nhảy luôn con, đã ghê không? Chích theo cái những cái đường nước nó chảy vậy là cái nhà là cá. Cá không bự nhưng mà có một cái là cá bóng này ăn rất ngon. Đỡ mua tiền mua đồ ăn. Ở riêng ở thành phố của Long Hòa, Biên Hòa này bà con người ta làm công nhân. Công nhân rất nhiều. Ngày chủ nhật rảnh thì họ đi kiếm cá ăn thêm, chủ yếu là họ làm công nhân, công nhân các khu công nghiệp. Ôi con tôm, được tôm.
cá bóng, cá bóng to xuống. Tôm đó. Đó, vô khúc này là khúc cập nè. Có hay không là khúc này nè. Đó, quá trời chạy trong đó rồi. Ồ, tắn giả trong khúc đó luôn. Đó, chạy ra dọc hết rồi cả nhà. Có bóng đó. Mấy con nổi tổng luôn. Đó, cá bóng. Tôm tép ở Đồng Nai ăn rất ngon, tại vì đây là vùng không có nước mặn nên cá sông rất ngon. Cá bóng vô mấy cái khu này bự bự thôi. Cá này về kho tiêu hay luôn, nó còn chua cũng ngon nữa. Cá bóng, cá bóng tanh. Con khúc nhỏ vậy thôi cả nhà, thấy từ nãy giờ thấy đủ cử ăn ha, một người ha, đỡ mua tiền mua đồ ăn. Ông câu sớm cũng có, ông giăng lưới cũng có, và ông đi xiệt cũng có. Người kiếm mớ mớ cá ăn vào ngày chủ nhật. Nhà hang khúc vậy mà ảnh bắt đã không? À, ảnh đi xịt những cái cống này. Kiếm cống tăng rồi, tép tôm rồi. Đó, con cá bự á. Nhà hàng cá bự. Đó, cá bự. Ồ, cá bè. Phi. Phi. Ông giác cù mình nãy á. Dạ, lội ra đó luôn á cả nhà. Để mình gum lại hết. Tại vì mình muốn bệnh mình không có dám lội heo được. Cái giọng nói hơi khàn cả nhà, ông cảm nhận tại vì bệnh. Bão số 3 vô rồi nó đổi không khí. Có đó, có là có cá bự á. Xịt rồi.